Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bữa cơm này nhé. Nó rất là đơn giản, gà luộc và bí xào lòng mề, rau ngót, nổ canh để nước nổ gà. Nổ gà thì cho một ít muối, ít gừng và ít hành tím hoặc là hành tây vào để cái vị gà nó thơm hơn, nó ngon hơn thôi. Rất là đơn giản như vậy. Nước ngập gà đun với lửa to một chút để gà sủi, sủi nước thì cho lửa thật nhỏ và chúng ta nập gà lên và luộc khoảng 10 phút là gà chín nhé. Khi đợi nước sủi thì cứ mở vung cũng được nhé. Tiếp đến là mình sẽ đi xào bí và đủ cách từ cái nước này là xong cái món bữa cơm hôm nay, rất là đơn giản với gà luộc. Gà luộc xong nhé, mình ngâm gà thêm khoảng 20 phút cho gà nó nguội. Và bây giờ mình sẽ vớt gà ra để nó nguội chặt nhé. Bí xào rồi, cho rau vào luộc, nấu canh rồi. Nước nó sôi lên như thế, cho luôn rau vào. Nấu kỹ ra là được, cái nước này đã có muối thì không cần mình cho thêm, rất là ngọt. Cho ăn sủi kỹ một tí là được.